Từ Hy Viên ly hôn đại gia Uông Tử Phi, nguyên nhân do chồng ngoại tình, mẹ chồng độc đoán. Từ Hy Viên đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc sau tuyên bố ly hôn với chồng đại gia Uông Tử Phi sau 10 năm chung sống. Cụ thể, mỹ nhân vườn sao băng xác nhận với tờ Apple Daily là vợ chồng mình đang tiến hành thủ tục ly dị. Cặp đôi không có tranh chấp tài sản, con của hai người do Từ Hy Viên hiện nuôi dưỡng tại Đài Loan. Thông tin này khiến người hâm mộ hết sức bất ngờ vì mới ngày 22 tháng 3 vừa rồi, đại gia họ Uông đăng ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới còn tặng nhẫn kim cương cho vợ kèm theo lời thú nhận. Vợ cô gái nhỏ, mừng 10 năm hoan hỷ, anh hy vọng 10 năm sau nữa em vẫn nói với anh rằng em đồng ý. Trong bức ảnh chụp chung, Từ Hy Viên khoe nhan sắc trẻ trung rạng rỡ, người hâm mộ không khỏi hoang mang thắc mắc về nguyên nhân đường ai nấy đi của cặp đôi. Trong tin tức mới nhất, Uông Tử Phi nói rằng anh nóng giận nên lỡ lời, không biết là vợ lập tức đâm đơn ly dị. Đại diện Từ Hy Viên, Liệu Vĩ Kỳ nói qua điện thoại với truyền thông, hai vợ chồng họ chỉ cãi nhau thôi, cặp đôi nào mà không có lúc cãi vã với nhau, không có gì đâu. Mẹ Từ Hy Viên cũng trả lời qua điện thoại, Hy Viên nóng giận nên nói ly hôn gì chứ, chúng chỉ biết nóng giận mà không nghĩ đến con cái, tôi sẽ thuyết phục chúng, bảo chúng học cách nhẫn nhịn. Uông Tử Phi đưa ra phản hồi với báo chí Đại Lục, bởi quá lo lắng cho gia đình mình nên tôi đã nói những lời không hay cho lắm ngày hôm qua với vợ. Đại dịch khiến cho cảm xúc rất dễ bị kích động, thật lòng tôi chỉ hy vọng gia đình tôi có thể được khỏe mạnh và an toàn. Từ Hy Viên sinh năm 1976 là nữ diễn viên ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn Sao Băng, Chiến Thần, Bong Bóng Mùa Hè. Từ năm 2012, cô không còn đóng phim. Trong khi đó, Uông Tử Phi sinh năm 1981 là con trai của bà Trương Lan, người sáng lập chuỗi nhà hàng cao cấp Shaw Beauty Group. Uông Tử Phi còn từng được biết đến là một trong Bắc Kinh tứ thiếu đình đám, tay chơi bậc nhất của đất nước tỷ dân một thời, yêu toàn những mỹ nhân sắc nước hương trời. Tháng 9 năm 2010, Từ Hy Viên đã gặp Uông Tử Phi tại bữa tiệc sinh nhật của An Dĩ Hiên. Hai người đã bí mật tìm hiểu, yêu nhau và tuyên bố đính hôn chóng vánh chỉ sau 20 ngày. Hy Viên và Tử Phi nói rằng họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đính hôn sau 4 lần gặp mặt. Năm 2011, cả hai tổ chức hôn lễ xa hoa ở đảo Tam Á. Sau khi kết hôn, Từ Hy Viên lần lượt sinh hai con, một trai một gái. Nàng Sam Thái chia sẻ, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã biết mình muốn kết hôn và sinh con cho Uông Tử Phi. Tôi là một người rất điên cuồng, tôi không nghĩ rằng Uông Tử Phi cũng điên không kém. Chúng tôi cứ như một đôi do trời đất tạo nên vậy. Lần thứ tư gặp mặt đã hứa hẹn cả đời với nhau, còn tặng nhẫn cho nhau, suýt nữa thì đi đăng ký kết hôn luôn. Cuộc hôn nhân bất ngờ của Từ Hy Viên và chàng thiếu gia giàu có được dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, thay vì chúc phúc, cô lại phải nhận cơn mưa gạch đá với nghi vấn là kẻ thứ ba chăn chân vào mối tình giữa Trương Vũ Kỳ, Uông Tử Phi, nẫn tay trên của người chị em thân thiết An Dĩ Hiên và là kẻ tham tiền sẵn sàng bỏ sự nghiệp để lấy chồng đại gia. Không chỉ vậy, hôn lễ thế kỷ của họ cũng thị phi không kém. Có thể nói đây là một trong những đám cưới khủng nhất nhì showbiz khi gia đình nhà họ Uông quyết định chơi lớn, thuê 564 phòng trong khách sạn 6 sao để phục vụ khách mời đến dự đám cưới trong vòng 3 ngày 3 đêm liên tiếp. Ước tính tổng chi phí váy cưới cho cô dâu và phụ dâu, hoa cưới, thuê phòng, chi phí đi lại cho khách mời của đám cưới này tốn 6 triệu tệ, 20,4 tỷ đồng. Sau khi kết hôn, Từ Hy Viên phải đối mặt với mẹ chồng khó tính. Khi có tin đồn Từ Hy Viên vô sinh không thể mang thai, mẹ chồng cô đã lên tiếng. Không mang thai được thì ly hôn không phải do dự gì cả, gây chấn động làng giải trí. Cuối cùng để mang bầu, Từ Hy Viên phá vỡ thói quen ăn chay suốt mười mấy năm của mình, bị mẹ chồng bắt ăn thịt, sau đó vừa ăn vừa nôn. Mãi đến khi sinh được con, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới dần được cải thiện. Không chỉ vậy, chỉ nửa năm sau khi kết hôn, Lữ Uyển Nhu, mẫu nữ có vòng một khủng từng lén lút qua lại với Uông Tử Phi khi anh hẹn hò với Trương Vũ Kỳ cho biết, thiếu gia họ Uông từng ngoại tình sau lưng Từ Hy Viên. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng giữa họ thực chất là một cuộc liên hôn, ý nói kết hôn vì lợi ích do mẹ Uông Tử Phi sắp đặt. Thời điểm đó, tập đoàn của bà muốn gia nhập thị trường Đài Loan, Từ Hy Viên là một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn ở đây. Trước tin đồn này, nàng Sam Thái cho biết Uông Tử Phi đã nói rõ mọi việc với mình, nhưng khi được hỏi chàng thiếu gia họ Uông nói gì, cô lại tỏ vẻ ấp úng. Mấy năm gần đây, tập đoàn của gia đình Uông Tử Phi đầu tư thất bại, thua lỗ nặng nề. Chàng thiếu gia đình đám năm nào thường xuyên dính tin đồn phá sản nợ nần, thậm chí Từ Hy Viên còn phải bán hai căn biệt thự cao cấp để giúp đỡ chồng. Có thông tin cho biết cô phải gấp rút quay trở lại showbiz ngay sau khi mới sảy thai lần 3 là vì trả nợ cho nhà ông xã. Cách đây ít ngày, Uông Tử Phi còn xuất hiện trên sóng livestream để bán hàng online. Gương mặt tiều tụy hốc hác của ông xã Từ Hy Viên khiến nhiều người lo lắng cho anh. Thậm chí trang BZH đặt câu hỏi, phải chăng Uông Tử Phi đã phá sản, giờ đây lâm vào bước đường đi bán hàng trên livestream để kiếm tiền. Cuộc sống của Từ Hy Viên và Uông Tử Phi có thể đánh giá là nhiều thăng trầm và biến cố. Truyền thông càng cố gắng khai thác thông tin về việc làm ăn của Uông Tử Phi và mẹ chồng, anh lại càng phủ nhận và cố chứng minh gia đình vẫn ổn. Cho đến tận bây giờ, công chúng vẫn rất lo lắng cho cuộc sống hào môn của đại ác bên ông xã thiếu gia Bắc Kinh.